Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nha. Trong video hôm nay mình xin chia sẻ cách vận dụng tối đa cái mát trong cấp kết BC. Thì đối với video này nè, mình sẽ áp dụng một cái trường hợp đầu tiên là chia cái video thành hai nửa đối xứng nhau ha. Thì video này mình thấy cái bố cục nó chưa hợp lý lắm, mình sẽ scale nó to lên một xíu nè, để nó có khoảng giữa cho hai video đối xứng các bạn. Thì bạn cân chỉnh ở vị trí mong muốn nha. Và bây giờ mình sẽ nhân đôi video lên. Nhưng mà trước khi nhân đôi, mình cho các bạn xem nè, đây là một cái video rất bình thường nha. Rồi, bây giờ mình sẽ Ctrl-C và Ctrl-V thành một video nữa. Và như hệt, nhưng mà mình sẽ đảo ngược nó lại bằng cái mirror này, giống như là một cái gương gì đó phản chiếu. Bây giờ mình sẽ kéo qua nửa bên phải nha. Hồi nãy mình có nửa bên trái rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái video này nè. Các bạn sẽ thấy á, là hiện tại nó là chồng lên, nó không có được đối xứng đâu. Nên là mình sẽ chọn video phía trên ha. Và mình chọn mask, mình chọn cái thằng horizontal này nè. Thì mình sẽ quay nó lại. Thì horizontal này thì nó sẽ làm cho có một mặt phẳng vậy bạn. Thì bạn sẽ quay nó lại, xoay lại. Nhưng mà bạn để ý thì cái video này hiện tại nó bị lệch. Nó bị lệch. Thì bạn nhớ là điều chỉnh vào phần basic á, bạn kéo lại. Khi nãy mình kéo qua nó bị lệch các bạn, thì bạn chỉnh cái trục y này thôi. Thì nó lệch ít thì bạn chỉnh trục ít, và nó lệch y thì bạn nhớ điều chỉnh là một xíu là nó cân xứng, cho nó đối xứng, nó đẹp hơn nha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ quay lại phần mask. Các bạn sẽ thấy cái biên giữa nó không được mềm, thì mình kéo cái thằng filter này lên cho nó mềm biên ra. Và mình theo mình thấy quan sát á, thì mình nên kéo ít thôi. Mình kéo tầm 4 thôi là được. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cho cái video thứ hai. Trường hợp thứ hai thì mình sẽ kéo một cái video về màu sắc vào. Ví dụ như mình có video thế này ha. Rồi, video này màu nó nguyên bản, nó bình thường. Bây giờ á, mình nhân đôi nó lên và mình sẽ chỉnh màu lại. Thì khi bạn có cấp Pro, bạn chỉ cần ấn vào auto tự động á, là nó sẽ chỉnh cho mình rồi. Rất là hiệu quả. Bạn có thể là thêm bộ lúc. Thì cái cấp Pro đó bạn dùng chung á, thì bạn liên hệ Zalo mình nha. Còn cái phần về bộ tài nguyên này, mình có rất nhiều tài nguyên và mình để dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về. Và mình có một video hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cái bộ tài nguyên này. Và mình chỉnh màu rất là đơn giản thôi. Mình sẽ add những cái phần đuôi là QB vào. Và mình chỉnh màu rất là đẹp, chỉ cần một cú click và những cái bộ màu rất là xịn nha. Ví dụ như mình có cái màu thiên nhiên thế này nè, mình thấy đẹp rồi. Ví dụ vintage nha, vintage. Thì mình sẽ kéo cái màu vintage này chồng lên. Tới đâu thì nó sẽ ám lên video tới đó. Tiếp theo nữa thì bạn thấy nó đậm quá thì bạn kéo cái thằng NTC này á, nó giảm xuống vừa phải là ok. Rồi, mình sẽ bôi đen hai cái này và mình sẽ mình giống như mình nét trong Premiere các bạn, nét hai cái lúc màu và cái video này lại thành một. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn vào cái video phía trên này nè. Thì các bạn đặt ở vị trí mà bắt đầu bạn muốn chuyển đổi. Bạn quay về cái video mask và bạn chọn cái thằng horizontal này. Và bạn kéo cái góc độ bạn yêu thích nha. Ví dụ như bây giờ mình để là 90 độ nè. Thì nó sẽ tạo ra một cái lớp phủ phía trên. Và nó giống như là một cái màu sắc đã được chỉnh và sau chỉnh đó các bạn. Trước chỉnh và sau chỉnh thì bạn đặt cái keyframe ở thằng position ha. Bạn xoay ở một góc bạn thấy thích nha. Rồi, cái phần này phần sau này, sau thì tất nhiên là cái clip mình đã hoàn chỉnh rồi. Và cái phần trước nè, thì mình sẽ kéo cái thằng keyframe đi. Ví dụ như bây giờ mình không cần đặt luôn ha, mình sẽ kéo thì nó sẽ tự tạo điểm key cho mình. Mình sẽ kéo về phía trước luôn các bạn. Đây là cái video đầu tiên và mình thấy nó nhanh quá thì mình sẽ dịch cái điểm key này nó ra xa, thì cái hiệu ứng này nó sẽ chuyển nhẹ nhàng và mượt mà đúng ý đồ của bạn nha. Rồi, đấy là cái phần hiệu ứng chuyển màu. Và bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng crop điện ảnh ha. Thì đối với những cái video movie bạn xem á, thì bạn muốn là cinematic hay là những cái phần hiệu ứng điện ảnh á, thì cái phim nó thường thường nó sẽ bị crop ở trên và dưới. Thì bây giờ mình sẽ có một cái video thế này. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái thằng mirror nha. Và mình sẽ điều chỉnh cái size mức độ nhất định. Ví dụ như mình thấy mức độ này là ok, thì các bạn sẽ thấy á, video trước và sau của nó rất là khác biệt và mình thấy khá là đẹp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đặt một cái size. Ví dụ như cái điểm keyframe là 849 nè. Nhưng mà điểm đầu á, mình không cho nó ăn vô liền, nó crop liền, mà mình chỉ đặt một cái điểm keyframe nữa. Và các bạn có thể nhập số ở đây, còn không thì các bạn kéo ra. Không cần kéo quá đâu, kéo full cái video được rồi. Ra. Và bây giờ mình xem lại nè, nó sẽ crop từ từ vào. Và nó tạo hiệu ứng rất là đẹp nha. Đấy, đấy là cái hiệu ứng crop trong điện ảnh ha. Và bây giờ mình sẽ chọn
cái hiệu ứng là xếp trong ba cái video. Thì có những trường hợp ví dụ như video bạn edit travel hay là những cái video cưới thì bạn muốn show ra những cái góc cảnh khác nhau làm cho video bạn màu sắc đa dạng hơn. Thì bây giờ bạn xếp chồng ba cái video lên nè. Mình sẽ có cái bố cục, đi bố cục lại. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tắt những cái video phía trên đi và mình đi bố cục từng phần. Chẳng hạn như cái phần ở phía trên này mình muốn là chủ đạo nhưng mà mình sẽ scale nó to lên tại vì nó hơi nhỏ và nó là quay cái frame dọc. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái video thứ hai. Cái video thứ hai này mình thấy nó cũng quay dọc nên là mình sẽ zoom to lên và mình sẽ có ý định là đặt nó ở bên góc phải ha, cái phần bên phải. Còn cái video cuối cùng ấy thì mình có ý định là đặt nó ở phần bên trái ha, nên là mình sẽ tắt hai cái video phía trên này. Rồi bây giờ mình sẽ cân chỉnh bố cục lại cho nó hợp lý nè. Đây cái video dưới này mình đặt nó hơi bị lệch một xíu thì lát mình điều chỉnh sau ha. Rồi mình sẽ bật lên con mắt lại nè. Và con mắt trên cùng thì mình thấy hiện tại video phía trên thứ ba của mình nó bị lệch. Và lâu lâu thì bạn sẽ bị xảy ra hiện tượng này, nhưng bạn đừng có hoảng nha. Bạn quay về basic và chọn cái thứ hai là nó sẽ hiển thị lên. Và bây giờ bạn chọn lại phần mask nè. Và bạn chọn thằng mirror. Và bạn quay góc quay sao cho nó hợp lý. Thì bạn sẽ có được cái phần crop ở video trên cùng. Đấy. Và bạn điều chỉnh cái size nha. Ví dụ bạn kéo này vào này thì nó hợp lý. Và thường thường mình sẽ để góc xéo thế này nó sẽ đẹp hơn. Và mình không để góc thẳng đâu, không để vuông góc đâu, mình để xéo xéo thế này nó sẽ kiểu nó nghệ hơn xíu. Rồi, tiếp theo thì mình có một cái phần là video hướng dẫn. Video hướng dẫn thì thường thường bạn sẽ có một cái video giống như là mình đang hướng dẫn ở đây nè, hoặc là những cái video demo ở phần khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho cái video nhân vật hướng dẫn phía trên, giống như là bạn quay trước cái camera đấy để bạn hướng dẫn cho người khác đấy. Thì bây giờ bạn chọn cái video hướng dẫn phía trên nha, và bạn chọn vào cái thằng mask. Thường thường nó sẽ là hình tròn, nó sẽ đẹp hơn các bạn nha. Bạn có thể là để trái tim hoặc ngôi sao, nhưng mà mình nghĩ là hình tròn nó sẽ đẹp hơn. Rồi bạn kéo đúng cái góc nha, chứ còn kéo bên là nó sẽ bị méo. Rồi kéo và đặt đúng vị trí. Sorry các bạn là mình còn bị đau á, nên là mình nói nhiều nó sẽ bị ho, nhưng mà thôi cố gắng. Rồi ok, bây giờ mình đã có được cái video thế này. Thì bây giờ mình sẽ quay về basic nha. Và bạn cân chỉnh vị trí nào bạn mong muốn là ok hết. Và bạn thu nhỏ phóng to gì cũng đều được. Đấy là cái cách mình hay làm. Và bạn đã có được một cái video hướng dẫn rất là xịn nha. Đó, bạn đặt, thường thường nó sẽ đặt cái góc nào nó trống thì đặt vô thôi, không bị gò bó bởi một cái thể lệ nào hết ha. Và cái thứ tiếp theo là mình sẽ đổi cái background một cách mượt mà nhất. Thường thường bạn đổi background, bạn đổi cái bụp phát là nó không có effect được. Nhưng mà bạn cho một cái background nó ở một cái thời điểm nó hợp lý, nó bay vào, nó biến, chuyển biến ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái video thế này nè, và mình để một cái background chúc mừng năm mới phía dưới ha. Và mình sẽ chọn nhấn đôi nó lên, và bạn chọn cái video phía trên, bạn chọn cái remove cái background nó đi. Thì tất nhiên là bạn phải chờ một thời gian, nếu máy bạn yếu thì nó chờ lâu hơn, và bạn chờ cho máy bạn xử lý xong á thì bạn tắt cái video bên dưới đi, thì bạn sẽ có được một cái người đã xóa ra khỏi cái nền. Đây mình sẽ tắt thử cho bạn xem nè. Rồi bây giờ bật lên lại ha, và mình tắt cái phía trên đi để mình làm hiệu ứng. Rồi cái video phía dưới này nè, thì mình sẽ chọn một phần mask ha, và mình chọn một cycle. Thì cái cycle này nè các bạn hoàn toàn có thể là invert lại, nhưng mà trong trường hợp này mình không invert nha, mình để nguyên. Và cái size bây giờ mình sẽ quan tâm cái phần filter này nó sẽ làm cho tảng cái biên nó mềm hơn. Nó sẽ rất giá trị trong trường hợp bạn biến đổi này, nó sẽ làm cho mượt mà hơn nha. Rồi trường hợp size thì bạn đáng lẽ là bạn phải zoom nhỏ hết cỡ luôn, nhưng mà mình nghĩ là mình để lại một xíu để mình lát nữa mình điều chỉnh cho nó dễ ha. Mình đặt một cái keyframe ở cái thằng size. Tiếp theo mình sẽ kéo về phần đầu này, và mình sẽ zoom cái thằng size này. Đây bạn đặt tiếp một cái keyframe nào, và bạn zoom to hết cỡ lên. Đấy, vì mình để cái filter nó cao quá này, nó đang có hiệu ứng chuyển biến nó nhanh ha. Bạn quay lại cái phần sau này, bạn giảm hết cái thằng size về không. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình xem nè, mình sẽ có được một cái video khá là đẹp. Đấy, nó chuyển cái background rất là mượt. Nhưng mà trong trường hợp bạn chưa thích nữa thì bạn có thể là kéo cái thằng background ra. Ví dụ như là cái này nó nhanh quá thì bạn kéo cái điểm keyframe nó xa ra. Và trong trường hợp ấy mà bạn thấy filter nó chưa hợp lý ấy, thì bạn quay lại thằng mask nè, và bạn giảm cái thằng filter này xuống một xíu thì video bạn sẽ ok hơn. Bây giờ mình xem lại nha. Đấy. Đấy, mình sẽ có được cái phần chuyển biến rất là mượt và rất là đẹp. Đấy. Và cái cuối cùng mình sẽ có một cái hiệu ứng là tạo cái drop shadow cho một cái hình hoặc là cho một cái video. Thì cái trường hợp này ấy, nếu bạn không biết làm rất là khó.
Bây giờ mình sẽ cho một cái video giới thiệu. Ví dụ bây giờ mình đã có một cái phần quảng cáo trực tiếp cho cô gái này, quảng cáo cho cái khóa học của mình. Thì khóa học video vẽ tay của mình ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Học video làm giống web 5 ngày hoặc là kiến thức thú vị. Và hoàn toàn từ A đến Z luôn, người không biết cũng có thể làm được. Và phần mềm đồ này kia là đầy đủ hết. Rồi bây giờ mình sẽ copy hai cái hình này ra. Cái hình thứ hai này mình sẽ để phần opacity ấy, nó giảm về một tí ha. Và trong trường hợp này mình quan sát mình thấy là cái video, cái hình này nó đang là cái màu vàng rất là khó chịu, nên là những cái hình màu ấy, các bạn nhớ là giảm saturation này về không thì nó sẽ tạo ra một cái background màu trắng đen. Bây giờ mình sẽ giảm highlight về không luôn, và cái thằng shadow mình cũng giảm về không ha, thì nó sẽ tạo ra một màu trắng đen nó nổi khối lên. Tiếp theo nữa thì mình sẽ quay lại cái thằng effect, các bạn chọn một phần lens, chọn một phần lens nha, và bạn tìm đến cái hiệu ứng là blur, và bạn kéo cái thằng blur này vào cái video bên dưới, vào cái hình bên dưới cũng được, rồi tăng cái hiệu ứng blur này lên thì nó sẽ tạo ra một cái drop shadow rất là mượt. Tiếp theo thì mình sẽ bôi hết hai cái hình này nè, mình sẽ bôi hết hai cái hình mình đã làm hiệu ứng này, nét nó lại là thằng commotion ấy. Các bạn có thể là điều chỉnh, quay lại basic và điều chỉnh đó. Như bây giờ là nó giống như một cái hình ảnh theo kiểu là group rồi các bạn, hoặc là một cái hình ảnh liên khối rồi. Các bạn có thể là chọn bất cứ một cái animation vào, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn hiệu ứng Pro ha, và như vậy thì hiệu ứng Pro nó đẹp hơn. Và chốt lại lần nữa là bạn nào muốn xài tài khoản dùng chung Pro thì cũng liên hệ mình nha. Rồi ok, đấy là toàn bộ những cái hiệu ứng mà mình nghĩ là rất cần thiết trong cấp kết PC, và bạn ứng dụng cái tính mát vào trong cái video của bạn. Rồi, chúc bạn thành công nha. Nếu thấy video này hay, đừng quên cho một like, một share, một subscribe. Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.